phút xin được cập nhật tiếp vụ ngộ độc do ăn minh chay. Trên kênh 14 có thông tin là sáng nay ngày 1 tháng 9, bác sĩ Trần Văn Sóng, phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết những ngày qua, bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp người phụ nữ bị ngộ độc nặng sau khi ăn pate minh chay. Bệnh nhân là chị TTTH, 41 tuổi, quê ở thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, nhập viện trong tình trạng yếu cơ, theo dõi bệnh lý thần kinh cơ, phân biệt với nhược cơ. Theo thông tin bệnh sử cho biết thì ngày 25 tháng 7, chị Hát đặt mua pate minh chay bán trên mạng và sử dụng vào ngày 27 tháng 7. Dù phát hiện pate minh chay mua về có vị chua nhưng mà người phụ nữ nghĩ là bình thường nên vẫn ăn hết khoảng 1 phần tư hũ. Ngày 7 tháng 8, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện tình trạng hoa mắt, chóng mặt. Đến ngày 9 tháng 8 thì bắt đầu tê lưỡi, nói đớt, yếu cơ tứ chi kèm khó thở. Thời điểm nhập viện nhân dân 115, bệnh nhân tỉnh, yếu cơ tứ chi, có yếu cơ vùng ngọn chi và gốc chi yếu cơ vùng mặt. Sau đó, nữ bệnh nhân được chuyển lên khoa nội thần kinh với chẩn đoán nhược cơ có chỉ định thay huyết tương. Điều trị tại đây 3 ngày, bệnh nhân diễn tiến suy hô hấp được đặt nội khí quản và chuyển khoa hồi sức tích cực chống độc với chẩn đoán suy hô hấp nhược cơ viêm phổi. Các bác sĩ đã thay huyết tương 5 lần, truyền dịch kháng sinh cho bệnh nhân. Đến hiện tại thì người phụ nữ này đã tỉnh, tiếp xúc được Sức cơ có cải thiện tuy nhiên thì cơ hô hấp còn yếu nên vẫn phải thở máy qua nội khí quản. Đây cũng là trường hợp thứ 9 tại thành phố Hồ Chí Minh ngộ độc có liên quan đến sản phẩm pate minh chay đang điều trị tại các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào chiều ngày 31 tháng 8 thì bệnh viện Trợ Rẫy cho biết là đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân thứ 8 nguy kịch do sử dụng loại thực phẩm này. Đó là bệnh nhân nam sinh năm 1966 quê ở Bà Rịa Vũng Tàu đang được chăm sóc tích cực tại khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện Trợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch. Cũng trong sáng ngày 31 tháng 8, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn gửi 24 quận, huyện trên địa bàn về việc xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo an toàn liên quan đến nhiều bệnh nhân nhập viện sau khi ăn pate minh chay. Qua thống kê của cơ quan chức năng thì có ít nhất 1.290 khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh đã mua sản phẩm minh chay trong 2 tháng 7 và tháng 8 năm 2020. Chiều cùng ngày, Cục Quản lý Khám chữa bệnh của Bộ Y tế có công văn khẩn gửi Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trợ Rẫy và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu báo cáo về các ca ngộ độc do độc tố botulinum khi ăn pate minh chay. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu ba bệnh viện cần phải thống kê ngay danh sách các ca bệnh có dấu hiệu nhiễm độc tố botulinum và có tiền sử dụng thực phẩm pate minh chay, báo cáo tóm tắt diễn biến của các ca bệnh trên và tình trạng hiện tại. Cục quản lý khám chữa bệnh sẽ có văn bản hướng dẫn chung cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để sớm phát hiện và xử lý kịp thời khi tiếp nhận các ca cá bệnh mới. Liên quan đến sản phẩm Bate minh chay chứa độc tố cực mạnh, sáng ngày 1 tháng 9, phóng viên của báo dân Việt đã liên hệ với ông Nguyễn Ngọc Minh, chủ cơ sở sản xuất Bate minh chay. Ông Minh cho biết, sau khi xảy ra sự việc khách hàng bị ngộ độc, ông đã liên hệ với khách hàng, giải quyết tất cả các thắc mắc của khách hàng đồng thời đến thăm khách hàng bị ngộ độc. Hiện tại là chúng tôi đang làm việc với đoàn của Cục An toàn Thực phẩm và các cơ quan có liên quan. Chúng tôi đã ưu tiên giải quyết vấn đề của khách hàng trước, ông Minh thông tin. Trước đó, sản phẩm bát tê minh chay đã bị phát hiện chứa vi khuẩn cực độc khiến nhiều người nhập viện. Cụ thể thì trong thời gian từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 18 tháng 8 năm 2020 đã xuất hiện giải ra 9 ca bệnh phải điều trị tại bệnh viện Bạch Mai 2 ca, bệnh viện Trợ Rẫy 5 ca và bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh 2 ca. Từ một số tỉnh thành phố trong cả nước với triệu chứng mệt mỏi, sụp mí mắt, Tứ trị yếu cơ, khó nuốt, liệt cơ, khó thở. Phóng viên có đặt câu hỏi phía công ty nhận trách nhiệm như thế nào sau khi vụ việc ngộ độc xảy ra và đã có hỗ trợ gì cho khách hàng. Ông Minh nói chúng tôi đã xin lỗi khách hàng và đã có thông cáo báo chí trên website. phóng viên dân Việt cũng đề cập đến nội dung phía công ty đã bán ra thị trường bao nhiêu sản phẩm bát tê minh chay và thu hồi được bao nhiêu sản phẩm thì ông Minh nói chúng tôi đang làm và đang thống kê có gì chúng tôi sẽ cập nhật trên trang chủ website minhchay.com về tình trạng bệnh nhân đến thăm như nào, mọi thứ sẽ được minh bạch. bản thân tôi đang làm rất nhiều động thái và làm theo sự chỉ đạo của cục vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ quan trực tiếp quản lý cơ sở sản xuất bát tê minh chay. Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi về quy trình sản xuất ra sao và trước khi xảy ra sự việc, phía công ty có phát hiện dấu hiệu gì bất thường từ sản phẩm bát tê minh chai hay không? Ông Minh lúc này đã cáo bận và cúp máy, phóng viên không nhận được câu trả lời. Trước đó, sáng ngày 31 tháng 7 thì báo uh, Dân Việt có mặt tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên lối sống mới, địa chỉ tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để tìm hiểu rõ quy trình sản xuất pate minh chay chứa độc tố. Tuy nhiên thì cơ sở sản xuất pate minh chay tại tổ 2 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội đã đóng cửa, dừng hoạt động. Ở qua kiểm tra thực tế tại cơ sở có các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm. Tuy nhiên, điều kiện vệ sinh thực tế còn một số tồn tại như là tường nền một số chỗ bong chóc, nhân viên tham gia sản xuất không đeo khẩu trang, dụng cụ thu gom rác thải rắn không có nắp đậy, ghi nhãn không đúng quy định. Cơ sở đã bị uh, phạt xử lý hành chính là 17,5 triệu đồng. Đoàn kiểm tra của Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm cũng đã yêu cầu công ty dừng hoạt động sản xuất, tạm dừng lưu thông sản phẩm và tiền minh chay. Blog Việt Phúc sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này. Nhấn like và đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. you